Lucas NCT bị tình cũ tố, đen đỏ cũng không thà, nói xấu thành viên cùng nhóm. Những cập nhật mới nhất liên quan tới sự việc lần này của nam thần tượng đình đám vẫn đang khiến người hâm mộ không khỏi sốc. Mới đây, một trong ba cô gái đứng lên tố cáo nam thần tượng đã tiếp tục hé lộ loạt tình tiết gây sốc, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Theo đó, người này cho biết, cô và Lucas chính thức bắt đầu hẹn hò vào tháng 7 năm 2019 và chia tay sau 3 tháng vì lịch trình bận rộn của nam thần tượng. Ngoài ra, người này còn tiết lộ, trong quá trình yêu nhau, Lucas hứa hẹn đợi nam thần tượng trong vòng 5 năm, chắc chắn sẽ mua nhà và rước người này về sống cùng. Không chỉ vậy, người này còn hé lộ rằng Lucas từng nói mình đã từng ở trong một nhóm du côn lúc còn ở quê nhà. Thậm chí nam thần tượng còn rất tự hào về việc mình rất giỏi trong khoảng gây hấn và còn được đề nghị lên nắm chức cao và trở thành đàn anh của nhóm. Không dừng lại ở đó, cô gái này còn cho biết Lucas đã có thái độ không thể chấp nhận khi liên tục nói về những người yêu cũ của mình và những khuyết điểm của họ liên quan tới chiều cao và thân hình. Được biết đây là một trong những điều cấm kỵ của thần tượng. Đối với các thành viên trong cùng nhóm nhạc mà nam thần tượng đang hoạt động là NCT YV, Lucas đã từng có thái độ thẳng mặt khi quay ca khúc Moonwalk. Được biết, trong quá trình quay, Lucas tỏ rõ thái độ mệt mỏi và thậm chí đã xin ngừng quay và hút thuốc trước mặt thành viên đó. Ngoài ra, đối với tiền bối cùng nhà, khi nhắc tới sự việc thành viên EXO là Chen kết hôn được đưa ra trước đó, Lucas thẳng thừng nói với người này, hay bọn mình cũng có con đi, thậm chí còn đòi bạn gái quan hệ vào ngày đèn đỏ. Mặc dù đã chia tay, nhưng Lucas vẫn tiếp tục tìm đến chung cư của người này trong dịp nghỉ lễ tại Hàn Quốc và được biết lần cuối cả hai gặp nhau là vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Người này cũng khẳng định, nếu người hâm mộ của Lucas muốn biết lý do vì sao tới bây giờ mới chính thức lên tiếng tố cáo nam thần tượng, thì cô cho biết vì cô thực sự rất thích Lucas và đã cố gắng nhẫn nhịn trong suốt 2 năm trời. Thậm chí cô đã từng hỏi Lucas rất nhiều lần và nam thần tượng trả lời chắc nịch mình rất thích cô nhưng lại bực bội và nói với cô gái, mình dừng lại thôi ngay sau đó. Hiện tại, hàng loạt hé lộ tiếp theo của sự việc vẫn đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 8 vừa qua, Lucas đã chính thức đăng tải một bức thư tay và xác nhận toàn bộ những ồn ào liên quan tới nam thần tượng trong suốt thời gian vừa qua, khiến người hâm mộ không khỏi sốc. Xin chào, đây là Lucas Hoàng Húc Hy. Tôi chân thành xin lỗi những người đã bị tổn thương do hành vi sai trái của tôi. Hãy cho tôi một cơ hội để nói lời xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Ngoài ra, tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ, những người đã luôn ủng hộ và quan tâm tôi. Xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Trong vài ngày qua, tôi đã suy ngẫm sâu sắc về những điều mà tôi đã làm trong quá khứ. Tôi đã nhận ra rõ ràng rằng những sai lầm và hành vi thiếu trách nhiệm của mình đã khiến người hâm mộ, những người luôn cổ vũ và ủng hộ tôi thất vọng. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi những ai cảm thấy thất vọng vì hành động của tôi. Tôi đảm bảo điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa và tôi sẽ tạm dừng các hoạt động của mình trong thời gian tiếp theo để suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các thành viên, nhân viên công ty, các đối tác kinh doanh và nhân viên chương trình truyền hình vì đã gây ra sự bất tiện cho mọi người với hành động của tôi. Tôi rất xin lỗi. Mặc dù đã chính thức tạm dừng hoạt động và xin lỗi, nhưng dường như sự việc lần này vẫn khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ. Rất nhiều netizen đã thể hiện thái độ đối với nam thần tượng và yêu cầu rời nhóm sau hàng loạt bê bối chấn động vừa qua. Mặc dù vậy, những tin đồn và lời tố cáo từ phía các nạn nhân vẫn đang tiếp tục được đưa ra và làm bằng chứng cho hàng loạt hành vi của Lucas. Hiện phía SM Entertainment vẫn chưa có những hành động tiếp theo sau hàng loạt cáo buộc được đưa ra sau này.